안녕하세요. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn ba ngữ pháp của bài số 11. Các bạn hãy theo dõi nội dung của bài ngày hôm nay với mình nhé. Ở bài này chúng ta sẽ có đầu tiên đó là cách sử dụng của có na, mang nghĩa là hoặc. Trước có na và sau có na sẽ là một tính từ hoặc là một động từ. Ngữ pháp thứ hai chúng ta sẽ có động từ cộng với cô ít tà, mang nghĩa là đang. Ví dụ tôi đang ăn cơm, tôi đang dọn dẹp. Ngữ pháp thứ ba chúng ta sẽ có niên hoặc là ân chó kỳ tà, mang nghĩa là đã từng, tức là ví dụ như tôi đã từng đến Hàn Quốc, tôi đã từng làm kim chi. Các bạn hãy theo dõi nội dung chi tiết của từng ngữ pháp nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có cò na, mang nghĩa là hoặc là. Thì đằng trước của cò na sẽ là một mệnh đề và đằng sau cũng sẽ là một mệnh đề nữa, biểu thị sự lựa chọn. Cò na thì các bạn lưu ý nó được gắn vào sau động từ hoặc là tính từ, biểu thị sự lựa chọn một trong hai hay là lựa chọn nhiều hơn. Và nó tương đương nghĩa trong tiếng Việt là hoặc là, hay là. Các bạn hãy theo dõi những ví dụ sau để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ngữ pháp nhé. Chúng ta sẽ có đầu tiên là 부모님께 전화하거나 이메일을 보내세요. 부모님께 전화하거나 이메일을 보내세요. Các bạn có hiểu không? 부모님께 có nghĩa là bố mẹ, cho bố mẹ. 부모님 bố mẹ này. 께 từ đây có nghĩa là dạng sử dụng mang nghĩa là gì cho, nhưng mà sử dụng với dạng tôn kính hơn thì dùng với 께, hoặc bình thường chúng ta sẽ dùng với 에께 hoặc là 한테. Nhưng đối với bố mẹ là những người trên cần thể hiện sự kính trọng, tôn kính thì ta sẽ gắn kê vào đây, nó mang nghĩa là gì? Cho. Chon hoa ha cò nà thì các bạn lưu ý nhá, cò nà mang nghĩa là hoặc, và đằng trước và đằng sau của cò nà các bạn lưu ý là hai động từ đúng không? Chon hoa ha tà có nghĩa là điện thoại, gọi điện thoại, và mệnh đề đằng sau là email boneta. Email có nghĩa là email đấy, boneta có nghĩa là gửi. 전화하거나 이메일을 보내세요. Cái đuôi CEO là cái dạng đuôi câu, mệnh lệnh là gì? Hãy gọi điện, hãy gửi email hoặc là hãy gọi điện cho bố mẹ. Thì các bạn lưu ý nhé, 거나 ở đây mang nghĩa là hoặc. 부모님께 전화하거나 이메일을 보내세요. Bạn hoặc là con hãy gọi điện hoặc là gửi email cho bố mẹ nhé. Thì các bạn lưu ý ở đây, 전화하다 động từ nguyên thể, các bạn bỏ tà đi và gắn cò na vào ngay đằng sau của động từ đầu tiên. Và đằng sau chúng ta sẽ có một mệnh đề nữa, một động từ nữa là 이메일을 보내다 có nghĩa là gửi email. Hãy gọi điện thoại hoặc gửi mail cho bố mẹ. Ví dụ tiếp theo, 수업이 끝나면 숙제하거나 도서관에 가요. 수업이 끝나면 숙제하거나 도서관에 가요. 수업 có nghĩa là gì? Tiết học, giờ học. Giờ học 끝나다 có nghĩa là kết thúc. 수업이 끝나다 có nghĩa là kết thúc giờ học thì, nếu nguyên có nghĩa là gì? Nếu thì, nếu kết thúc giờ học thì 숙제하거나. 숙제하다 các bạn để ý nhá. 숙제하다 có nghĩa là làm bài tập về nhà này. 도서관에 가요 dạng nguyên thể sẽ là 도서관에 가다 có nghĩa là đi đến thư viện. Như vậy ở đây là hai động từ đúng không? Chỉ sự lựa chọn sẽ là làm bài tập hoặc là đi đến thư viện. Thế thì chúng ta sẽ xác định được động từ ở trong câu. Động từ đầu tiên đó là 숙제하다 và các bạn bỏ tà đi gắn cò na vào ngay đằng sau. Và chúng ta như vậy là chúng ta ở trong câu này có hai mệnh đề, hai động từ. 숙제하거나 도서관에 가요. Tôi làm bài tập hoặc là đi đến thư viện nếu học xong. 수업이 끝나면 nếu kết thúc giờ học thì 숙제하거나 도서관에 가요. Tớ làm bài tập về nhà hoặc tớ đi đến thư viện. Các bạn lưu ý nhé. Kết thúc giờ học thì tớ làm bài tập hoặc đến thư viện. Các bạn lưu ý ở đây còna nó mang nghĩa là hoặc là. Tiếp theo, 자기 전에 드라마를 보거나 인터넷을 해요. 자기 전에 드라마를 보거나 인터넷을 해요.
자기 전에 các bạn học ngữ pháp rồi. 기 전에 mang nghĩa là gì? Trước khi làm một cái việc gì đó. Cụ thể ở đây là gì? 자다. Các bạn thấy nhá. 자기 전에 có nghĩa là gì? Trước khi đi ngủ thì 드라마를 보다. Các bạn để ý ở đây thấy cò na mình in màu đỏ đúng không? Thì các bạn sẽ suy ra được động từ của nó là 보다. Sẽ là 드라마를 보다 có nghĩa là xem phim. Và mệnh đề đằng sau cò na là gì? 인터넷을 해요 có nghĩa là vào mạng hoặc là dùng internet. Tức là chúng ta hiểu là vào mạng hoặc là dùng máy tính, dùng điện thoại. 자기 전에 드라마를 보거나 인터넷을 해요. Chúng ta dịch là trước khi đi ngủ, trước khi ngủ, 자기 전에 là trước khi ngủ thì mình hoặc là tôi thường là xem phim hoặc là vào mạng. 드라마를 보다 là gì? Xem phim. 드라마 có nghĩa là gì? Phim, kiểu như phim dài tập các bạn ạ. Còn 인터넷은 하다 dạng nguyên thể có nghĩa là gì? Vào mạng internet. Thì các bạn chỉ sự lựa chọn làm cái này hoặc cái kia. Đối với động từ thì chúng ta sẽ sử dụng với 거나. Một ví dụ nữa, chúng ta sẽ có một hội thoại nhỏ nhỏ. 주말에 보통 무엇을 해요? 주말에 보통 무엇을 해요? Cuối tuần bạn thường làm gì? 주말에 có nghĩa là vào cuối tuần. 보통 là thông thường. 무엇을 해요? Bạn làm cái gì? Bạn thường làm cái gì vào cuối tuần? 주말에 집에서 책을 읽거나 친구와 영화를 봐요. 주말에 집에서 책을 읽거나 친구와 영화를 봐요. 주말에 vào cuối tuần nè. Vào cuối tuần thì 주말에 집에서 ở nhà. Các bạn xác định được đây là 거나 nhá. 거나 thì có nghĩa là hoặc. Và chúng ta sẽ từ cái vị trí này chúng ta sẽ xác định được động từ là gì. 읽다 có nghĩa là đọc. 책을 읽다 có nghĩa là đọc sách. 책을 읽다. Còn động từ thứ hai sẽ là 영화를 보다, xem phim. Xem phim cụ thể là xem phim với bạn bè sẽ là 친구와. 친구와 영화를 봐요. Xem phim với bạn. Như vậy thì cuối tuần tớ ở nhà đọc sách. Mình lưu ý ở đây nhé, ở nhà này. Thiếu động từ đây là đọc sách. Đọc sách 책을 읽거나 hoặc xem phim với bạn. Các bạn lưu ý nhé. Như vậy chúng ta sẽ có hai động từ là 책을 읽다 và 영화를 보다. Chỉ sự lựa chọn thì các bạn sẽ gắn 거나 vào ngay sau cái gốc của động từ đầu tiên là động từ 책을 읽다. Các bạn đã hiểu rõ về ngữ pháp này chưa? Rất đơn giản. Động từ trong câu ấy thì chúng ta chỉ cần bỏ 다 đi và gắn ngay 거나 vào đằng sau. Và đằng sau của 거나 sẽ là một mệnh đề nữa, một hoặc hai mệnh đề tùy thuộc là trong câu có mấy động từ. Chỉ sự lựa chọn. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ngữ pháp thứ hai, đó là động từ cộng với 고 있다 mang nghĩa là đang, tôi đang làm một cái hành động này. Thì các bạn lưu ý nhá, đối với ngữ pháp này thì chúng ta chỉ kết hợp được với động từ thôi. Động từ cộng với 고 있다 biểu thị quá trình đang tiếp diễn. Và các bạn lưu ý là các đuôi chỉ thời thể, tức là có thể là ở thì tương lai hoặc thì quá khứ, thì không được kết hợp trước 고, tức là trước cái mệnh đề trước 고 này thì không được kết hợp, mà chúng ta chỉ chia động từ hoặc là sử dụng các đuôi, các thì khác ở đằng sau của từ ít, sau của ít thôi nhá các bạn nhá. Ví dụ các bạn có thể dùng là gì? 고 있었다 có nghĩa là gì? Tôi đã đang. Ví dụ là gì? Hôm qua lúc cậu gọi điện thì tôi, lúc đó tôi đã đang dọn nhà. Hoặc các bạn có thể sử dụng thì cái đuôi dự đoán với từ kết, kết tà mang nghĩa là chắc là. Các bạn có thể sử dụng nhưng mà không được sử dụng trước 고 nhé, mà chỉ được sử dụng đằng sau từ ít thôi, tức là ở vị trí cuối như thế này. Ví dụ như với 고 있겠다 có nghĩa là gì? Chắc là đang. Ví dụ như 공부하고 고 있겠다, chắc là nó đang học bài. Thì các bạn lưu ý các thời, các thể thì chúng ta chỉ được sử dụng ở đằng sau của từ ít này thôi. Và các bạn lưu ý nữa, đó là khi mà chúng ta muốn thể hiện sự kính trọng đối với chủ ngữ ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng với 고 계시다. Các bạn học rồi mà. Chúng ta có 있다 là có nghĩa là có. Trước đây chúng ta đã học rồi mang nghĩa là có. Còn dạng kính ngữ của 있다 sẽ là gì? 계시다, chúng ta học rồi. Tương tự ở đây cũng thế. Chúng ta sẽ có 고 있다, các bạn có thể sử dụng
một cách bình thường. Còn ở dạng trang trọng lịch sự, thể hiện sự tôn kính, thì các bạn có thể thay itta bằng keshita. Các bạn ghi nhớ nhé. Và nó mang nghĩa là đang. Để các bạn hiểu rõ hơn thì hãy nhìn những ví dụ dưới đây nhé. Ví dụ 우리는 한국어를 공부하고 있어요. 우리는 한국어를 공부하고 있어요. 우리는 có nghĩa là gì? Chúng tôi, chúng tớ, chúng mình. 한국어를 공부하다 có nghĩa là học tiếng Hàn. Còn chúng tớ đang học tiếng Hàn sẽ là, các bạn xác định được động từ nhé, là 공부하다. Và chúng ta bỏ tà đi, gắn cô ít xèo, gắn cô ít tà vào đằng sau. Và các bạn lưu ý ở đây mình chia theo đuôi yo là đuôi câu thể hiện sự thân mật nhưng mà vẫn rất là lịch sự. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng với đuôi câu ở thể trang trọng tôn kính hơn là cô ít xâm nì tà. Các bạn có thể dùng với đuôi yo hoặc đuôi nì tà nhé. 우리는 한국어를 공부하고 있어요. Chúng mình đang học tiếng Hàn. Ví dụ các bạn đang làm gì đấy? 여러분 무엇하고 있어요? Các bạn đang làm gì đấy? Trả lời là 우리는 한국어를 공부하고 있어요. Chúng mình đang học tiếng Hàn đấy. Một ví dụ nữa là 민재 씨가 운동장에서 농구를 하고 있어요. 민재 씨가 운동장에서 농구를 하고 있어요. 민재 đang chơi bóng rổ ở sân vận động. Mình lưu ý nhé, đang chơi bóng rổ ở sân vận động. Nông cụ là bóng rổ ở sân vận động. Nông cụ run ha tả có nghĩa là bóng rổ, chơi bóng rổ. Các bạn lưu ý đây là động từ là nông cụ run ha tả. Các bạn bỏ tà đi và gắn cái đuôi cô ít tà vào ngay đằng sau của động từ. Un tung trang có nghĩa là gì? Sân vận động. Ở sân vận động sẽ là un tung trang ế thơ. Nhìn chê xí có un tung trang ế thơ. Nông cụ run ha cô ít xèo. Minh Tre thì đang chơi bóng rổ ở sân vận động. Tương tự các bạn có thể thay bằng rất nhiều động từ khác, ví dụ là gì? Chúc cú rớt hào cô xèo. Hoặc là bê tư minh thò nứt hào cô xèo. Có thể chơi bóng rổ hoặc là gì? Chơi cầu lông, đánh cầu lông. Tiếp theo, 아버지께서는 지금 전화를 받고 계세요. 아버지께서는 지금 전화를 받고 계세요. 아버지께서, các bạn, thông thường chúng ta chỉ sử dụng là gì? 아버지는 hoặc một cách trang trọng tôn kính hơn thì chúng ta sử dụng với 께서는, cũng có nghĩa dịch ra trong tiếng Việt chỉ có nghĩa một nghĩa chung thôi là gì nhỉ? Bố thì bây giờ 지금 전화를 받다 có nghĩa là nhận điện thoại, đang nghe điện thoại. Cô kế xèo có nghĩa là gì? Đang, bố thì đang nhận điện thoại. Bố bây giờ đang nghe điện thoại. Thì các bạn lưu ý nhé. Đây là chúng ta đã sử dụng kính ngữ trong câu này đối với người trên, tức là cụ thể là bố của chúng ta đúng không? Và chúng ta sẽ sử dụng, như mình vừa lưu ý ấy, chúng ta không sử dụng với cô ít xèo nữa, mà các bạn có thể sử dụng với cô kế xida. Cô kế xida và dạng kế xida các bạn khi mà sử dụng với đôi yo sẽ là kế xèo. Các bạn lưu ý nhé. Trong câu này các bạn có thể sử dụng là 아버지는 지금 전화를 받고 있어요 cũng được, không sai. Nhưng nếu các bạn sử dụng là với 께서는, không sử dụng 는 mà sử dụng với 께서는 và với 고 계세요 thì thể hiện mức độ tôn kính trang trọng rất là cao. Thì các bạn lưu ý nhé, chúng ta có thể sử dụng với 고 있다 hoặc ở dạng tôn kính sử dụng với 고 계시다 và theo đôi yo sẽ là 고 계세요. Tiếp theo chúng ta sẽ có một hội thoại nho nhỏ. Subin 씨, 전화를 왜 계속 안 받았어요? Subin 씨, 전화를 왜 계속 안 받았어요? Subin à, sao liên tục không chịu nhận điện thoại vậy? 전화를, chúng ta có động từ ở đây là 전화를 받다 có nghĩa là nhận điện thoại. 전화를 받았어요 có nghĩa là đã nhận điện thoại. Nhưng mà tại sao lại không nhận điện thoại sẽ là 왜 là tại sao. 계속 có nghĩa là tiếp tục, tiếp diễn ấy. An nghĩa là không. Tại sao cứ liên tục không nhận điện thoại vậy? Trả lời sẽ như sau. 미안해요. 청소를 하고 있었어요. 미안해요. 청소를 하고 있었어요. Xin lỗi nha, xin lỗi nhé. Lúc đó mình đang dọn dẹp, tôi đang dọn dẹp. Các bạn lưu ý nhé.
Chúng ta sẽ có 미안해요 là xin lỗi. 청소를 하다 là dạng nguyên thể, có nghĩa là gì? Dọn dẹp. 청소를 하고 있어요 có nghĩa là gì? Tớ đang dọn dẹp. Nhưng mà bởi vì tại sao ở đây lại dùng 고 있었어요 có nghĩa là gì? Tớ đã đang dọn dẹp là bởi vì cái việc này đã xảy ra rồi. Chúng ta hình dung nhé, cái bạn này bạn hỏi là Subin ơi, tại sao khi mà tớ gọi điện thoại cậu đã liên tục không nhận điện thoại vậy? Thì bạn ấy nhớ lại và bạn ấy nói rằng ô xin lỗi cậu, lúc đó thì tớ đang thì dọn dẹp nhà. Tức là cái việc dọn dẹp nhà nó đã xảy ra rồi đúng không? Ví dụ như hôm qua cậu ấy đã dọn dẹp nhà và cậu ấy không để ý điện thoại. Và hôm nay hai người nói chuyện về cái vấn đề đó. Thì chúng ta hình dung rằng cái chúng ta phải dùng với thì quá khứ ở đây. Tức là đã đang, lúc đó ấy, chúng ta hình dung là cái lúc đó thì tớ đang dọn dẹp nhà mà. Tức là đã xảy ra rồi. Thì chúng ta sẽ chia với đuôi quá khứ là các bạn ở đây không dùng là 있어요 nhá, 고 있어요 mà sẽ là 고 있었어요. Có nghĩa là lúc đó, ở trong câu thì không có từ lúc đó, nhưng mà mình mở ngoặc thêm thì các bạn có thể hiểu ra là cái việc này đã xảy ra ở cái thời điểm trước đó rồi. Lúc đó thì tức là ở thì quá khứ đúng không? Cho nên chúng ta sẽ sử dụng với 있어요. Còn đang dọn dẹp sẽ là 청소하고 있다. Và các bạn bỏ tà đây này sẽ là 청소하고 있었어요. Các bạn lưu ý nhé. Ngữ pháp cuối cùng chúng ta sẽ có 니은 hoặc là 은 저기 있다, có nghĩa là đã từng. Thì cái ngữ pháp này cũng chỉ kết hợp với động từ thôi, gắn vào ngay sau động từ, thể hiện việc có kinh nghiệm hay là đã trải nghiệm về một việc gì đó trong quá khứ. Ví dụ như tôi đã từng đến Hàn Quốc này, tôi đã từng đi du lịch một mình đến nước ngoài. Tức là thể hiện cái việc trải nghiệm. Và nó mang nghĩa là đã từng nhá. Và chúng ta lưu ý rằng sử dụng ni ân hay là ân thì tùy thuộc vào động từ. Nếu như động từ đó kết thúc bằng nguyên âm, tức là không có bát chim ở dưới, thì các bạn sẽ cộng với ni ân cho ki tà. Ví dụ như đối với động từ manata, các bạn thấy nhá, manata thì gốc động từ của nó là từ na đúng không? Các bạn thấy nó kết thúc bằng một nguyên âm là nguyên âm a. Thế thì các bạn bỏ tà đi và gắn ngay cái đuôi ni ân cho ki tà vào. Và chúng ta sẽ có dạng là 만난 저기 있다, có nghĩa là gì? Tôi đã từng gặp. Và đối với động từ kết thúc bằng phụ âm, tức là chúng ta thấy nó sẽ có bát chim ở dưới, thì chúng ta sẽ cộng với 은 저기 있다. Và khi đọc các bạn sẽ nối âm bát chim lên nhé. Mình ví dụ với từ 먹다 có nghĩa là ăn, sẽ là 먹은 저기 있다. 먹은 저기 있다 có nghĩa là gì? Tôi đã từng ăn. Và chúng ta lưu ý rằng ở đây có ít tà đúng không? Tôi đã từng, tương tự chúng ta cũng có thể sử dụng với là gì? Tôi chưa từng, bằng cách là thay ít tà bằng ọp tà. Nếu các bạn chưa có kinh nghiệm hoặc chưa có trải nghiệm về một việc gì đó thì các bạn sẽ dùng với ni ân hoặc là ân cho ki ọp tà. Tức là chỉ cần thay thế ít tà ọp tà vào thôi, nó mang nghĩa là đã từng hoặc là ọp tà là chưa từng. Rất đơn giản để mà dễ nhớ. Các bạn hãy theo dõi ví dụ sau. 고등학교 때 그 책을 읽은 적이 있어요. 고등학교 때 그 책을 읽은 적이 있어요. 고등학교 때 có nghĩa là gì? Khi mà học cấp 3, 고등학교 có nghĩa là gì? Cấp 3. 때 có nghĩa là khi. Khi mà học cấp 3 ấy thì 그 có nghĩa là ấy, 그 책 có nghĩa là cuốn sách ấy. 읽은 적이 있어요. Các bạn lưu ý nối âm bát chim lên nhá. 책을 읽은 적이 있어요. Khi mà cấp 3 ấy, thì tôi đã từng đọc cuốn sách ấy. Cuốn sách ấy. Các bạn lưu ý nhé, 그 có nghĩa là ấy. 그 책을 읽은 적이 있어요. Sở dĩ ở đây chúng ta có từ 읽다 có nghĩa là đọc, thì các bạn thấy rằng nó có bát chim kép đúng không? Có bát chim chúng ta sẽ cộng với 은 적이 있다. Và các bạn có thể sử dụng là 은 적이 있어요 hoặc là 은 적이 있습니다. Và ở đây các bạn giữ lại một bát chim nhé và nối một bát chim lên để đọc sẽ là 읽은 적이 있어요. Tiếp theo, 저는 민재 씨 동생을 만난 적이 있어요. 저는 민재 씨 동생을 만난 적이 있어요. 저는 có nghĩa là gì? Mình hoặc tớ. 민재 씨 동생 có nghĩa là gì? Em của 민재
Ở đây chúng ta không cần sử dụng từ ơi là sở hữu mang nghĩa là của nữa, mà chúng ta chỉ cần dùng là 민채 씨 동생, có nghĩa là em của 민채. 만난 적이 있어요 có nghĩa là gì? Đã từng gặp. Mình, tớ đã từng gặp em của bạn 민채 đấy. Chúng ta sẽ thấy nhá, ở đây là 니은 gắn vào ngay gốc của động từ, thì chúng ta hiểu rằng động từ của nó ở đây là 만나다, gặp, gặp gỡ. Và 만나다 thì nó không có bát chim ở dưới, cho nên là chúng ta sẽ gắn ngay cái đuôi 니은 này vào ngay gốc của từ 나, sẽ là 만난 적이 있어요. Như vậy nhá, các bạn nhìn vào đây, các bạn có thể suy ra được động từ gốc của nó là 만나다. Tương tự ở đây cũng thế, có 은 đúng không? Thì chúng ta sẽ suy ngay ra được gốc động từ của nó, suy ra được động từ của nó là động từ 있다, đọc. Tôi đã từng gặp em của 민채. Các bạn lưu ý, vừa rồi là trường hợp không có bát chim, kết thúc bằng nguyên âm thì chúng ta sẽ gắn ngay 니은 vào gốc của động từ. 저는 한국에 가본 적이 없어요. 저는 한국에 가본 적이 없어요. 저는 mình hoặc tớ là 한국에 가보다 có nghĩa là gì? Từng thử đến. 가다 có nghĩa là đến. 한국에 가다 có nghĩa là đến Hàn Quốc. Còn nếu mà 가보다 chúng ta học rồi có nghĩa là gì? Thử làm một cái việc gì đó, thử trải nghiệm. Tôi chưa từng, ở đây có nghĩa là gì? Tôi chưa từng thử đến Hàn Quốc. Tôi chưa từng đến Hàn Quốc. Thì chúng ta thấy nhá, 가보다 có nghĩa là thử đến, thử đi đến. Thì chúng ta sẽ thấy bô tà nó không có bát chim đúng không? Kết thúc bằng một nguyên âm ô. Chính vì vậy mà động từ bô tà các bạn bỏ tà đi và gắn ngay niên vào gốc của động từ. Như vậy chúng ta sẽ có là 저는 한국에 가본 적이 없어요. Tớ chưa từng đến Hàn Quốc bao giờ cả. Như vậy nhá, chúng ta có thể sử dụng với 있다 hoặc là 없다. Nếu như chúng ta nói rằng 저는 한국에 가본 적이 있어요 có nghĩa là tớ đã từng đến Hàn Quốc. Còn chưa từng chúng ta sẽ thay 있다 bằng 없다. Và các bạn có thể sử dụng với đuôi câu thân mật lịch sự là 없어요 hoặc đuôi câu trang trọng hơn một chút sẽ là 없습니다. Các bạn ghi nhớ nhá. Cái này thì chúng ta cần xác định được động từ, gốc động từ của nó là động gốc ở chỗ nào, có bát chim hay không có bát chim, để chúng ta lựa chọn 은 hoặc là 니은 cho chính xác nhé. Một ví dụ nữa. 길에서 외국인을 도와준 적 있어요. 길에서 외국인을 도와준 적 있어요. Có nghĩa là tôi đã từng giúp đỡ người nước ngoài khi gặp trên đường. 길에서 có nghĩa là gì? Trên đường, ở trên đường. 길 có nghĩa là con đường. 에서 ở đây chúng ta dịch là ở đường, ở trên đường. 외국인 có nghĩa là người ngoại quốc, người nước ngoài. 도와주다 có nghĩa là giúp đỡ cho. Thì các bạn cũng thấy nhá, 도와주다. Đây chúng ta sẽ có dạng nguyên thể là 도와주다. Thì nó cũng có gốc của nó là từ 주 đúng không? Kết thúc bằng một nguyên âm, không có phụ âm dưới. Thế thì 주다 các bạn bỏ 다 đi và gắn ngay 니은 vào và thêm 적이 있다. Cụ thể là 적이 있어요 có nghĩa là gì? Tôi đã từng giúp đỡ người nước ngoài ở trên đường. Các bạn thấy nhá. Như vậy từ cái ngữ pháp này các bạn nhìn, các bạn có thể thấy rằng đối với động từ không có bát chim thì chúng ta gắn ngay 니은 vào đằng sau, bằng vào ngay dưới gốc của động từ. Một hội thoại nho nhỏ nữa. 불고기를 먹어본 적 있어요? 불고기를 먹어본 적 있어요? Có nghĩa là bạn đã từng ăn 불고기 chưa? 불고기 có nghĩa là cái món thịt nướng hoặc món thịt bò xào chẳng hạn. 불고기 món ăn rất nổi tiếng của Hàn Quốc. 먹어보다 có nghĩa là ăn thử, đã từng ăn thử. 먹어보다 là ăn thử nhá, ăn thử, ăn qua. Bạn đã từng ăn qua món 불고기 chưa? Vậy chúng ta sẽ thấy rằng 먹어보다 nó cũng kết thúc bằng một động từ có nguyên âm ô đúng không? Chính vì vậy chúng ta bỏ 다 đi và gắn ngay 니은 vào dưới của cái từ 보 này, sẽ là 본 적이 있어요, đã từng ăn thử chưa? 불고기를 먹어본 적이 있어요. Cậu đã từng ăn thử, đã từng ăn qua cái món 불고기 chưa? Món thịt nướng, thịt xào chưa? 아니요, 아직 먹어본 적이 없어요. 아니요, 아직 먹어본 적이 없어요. Chưa, tôi chưa ăn 불고기 bao giờ. Hoặc là chưa, tớ chưa từng ăn món 불고기. 먹어본 적이 없어요 có nghĩa là gì? Chưa từng ăn. 아직 có nghĩa là gì? Có nghĩa là chưa. Nó dùng thêm từ 아직 vào để nhấn mạnh câu có nghĩa là gì? Tôi vẫn chưa ăn món này bao giờ. Các bạn lưu ý nhé.
Các bạn lưu ý nữa, thêm một lưu ý rất là đáng quan tâm ở cái ngữ pháp này, đó là chúng ta sẽ có những cái trường hợp bất quy tắc của âm r chẳng hạn. Vừa rồi chúng ta học rằng, học là đối với những cái động từ mà có bát chim thì chúng ta sẽ cộng với ân chó kỹ tà đúng không? Nhưng mà đối với những cái trường hợp có bát chim là âm r thì chúng ta lại phải biến đổi một chút. Đó là các bạn sẽ biến đổi màn tên, ví dụ như đối với từ màn tên tà có nghĩa là làm hoặc là nấu nướng. Màn tên tà thì các bạn lưu ý nhé, đối với trường hợp này các bạn bỏ r đi, chỉ còn lại là màn tư thôi. Và các bạn coi như cái trường hợp này là không có bát chim. Như vậy chúng ta phải biến đổi thêm một bước nhé, đó là bỏ r đi. Và coi như nó cái trường hợp này động từ không có bát chim. Và chúng ta sẽ gắn ni ân chó ký tà vào. Ta sẽ có như sau. Kim bạp bê màn tinh chó ký học xè. Kim bạp bê màn tinh chó ký học xè. Có nghĩa là em chưa bao giờ làm món cơm cuộn, em chưa từng. Kimbap có nghĩa là món cơm cuộn của Hàn Quốc đấy. Màn tinh chó ký học xè. Em chưa bao giờ làm món cơm cuộn cả, hoặc là em chưa từng làm món cơm cuộn. Kim bà bê màn tên tà có nghĩa là làm món cơm cuộn. Trường hợp thứ hai đó là đối với những cái trường hợp mà động từ kết thúc bằng âm tờ như thế này, bát chim là âm tờ như thế này. Ví dụ như từ tịch tà, các bạn lưu ý nhé. Thì tất cả đối với những trường hợp mà có âm tờ thế này các bạn phải biến đổi nhé. Ví dụ như là gì? Tịch tà là từ nghe, động từ nghe, tịch tà. Thì các bạn sẽ biến đổi âm tờ thành âm r. Tức là lưu ý nhá, đối với trường hợp bát chim là âm r thì chúng ta bỏ r đi. Còn những cái trường hợp mà có bát chim là âm tờ thì chúng ta lại phải biến đổi tờ thành âm r. Và coi như là nó có bát chim. Và chúng ta sẽ cộng với ân chó ký tà. Ngữ pháp này rất đơn giản nhưng mà nó lại phức tạp một chút ở những cái trường hợp bất quy tắc này. Thì các bạn lưu ý cho mình hai trường hợp này nhá, các bạn hãy ghi nhớ nhá để tránh chia sai nhá. Ví dụ, 선생님 질문을 잘못 들은 적이 있어요. 선생님 질문을 잘못 들은 적이 있어요. 선생님 질문 có nghĩa là gì? Câu hỏi của giáo viên. 잘못 có nghĩa là gì? Không rõ, không tốt. 들은 적이 있어요 có nghĩa là gì? Tôi đã từng nghe nhầm câu hỏi của giáo viên. Tôi đã có lần hoặc là gì? Tôi đã từng nghe nhầm câu hỏi của giáo viên. 질문을 잘못 들어요 có nghĩa là gì? Nghe nhầm câu hỏi. Còn 질문을 잘못 들은 적이 있어요 có nghĩa là đã từng nghe nhầm câu hỏi. Như vậy các bạn lưu ý hai trường hợp này nhé. Tổng kết lại thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn ba ngữ pháp của bài ngày hôm nay. Đó là cách sử dụng với có, na mang nghĩa là hoặc. Nó kết hợp được với động từ hoặc là tính từ. Thứ hai đó là động từ cộng với cô ít tà mang nghĩa là đang thực hiện một hành động nào đó. Tôi đang học tiếng Hàn chăm chỉ, hoặc là tôi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi đang nấu ăn. Ngữ pháp thứ ba đó là cách sử dụng với ni ân hoặc là ân chó ký tà, thể hiện là kinh nghiệm hoặc là trải nghiệm đã từng làm một cái việc gì đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào các bạn đừng quên comment ở bên dưới nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, giải đáp cho nhau. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분, 감사합니다.